đánh giá trên tờ New York Times dựa trên hình ảnh vệ tinh của Planet Labs về những đường hào thô sơ, thừa thớt nằm ở khu vực phía tây Abdiqa mà Ukraine đang cố gắng bảo vệ. Những tuyến hào này thiếu nhiều công sự bổ sung có thể giúp cản bước xe tăng Nga và bảo vệ những con đường chính cũng như các vùng địa hình quan trọng. Abdiqa đã trở thành một vùng chiến sự khốc liệt và bế tắc trong suốt 9 tháng khi Nga chiếm được thành phố này vào ngày 17 tháng 2, chiến thắng lớn đầu tiên của họ kể từ tháng 5 năm ngoái quân đội ukraine tuyên bố họ đã bảo đảm được các tuyến phòng thủ bên ngoài thành phố nhưng sau đó các lực lượng nga tiếp tục chiếm được ba ngôi làng ở phía tây abdipka chỉ trong vòng một tuần và họ đang tranh giành ít nhất một ngôi làng khác các quan chức mỹ nói riêng rằng họ lo ngại ukraine đã không củng cố các tuyến phòng thủ sớm hoặc đủ tốt và giờ đây nước này có thể phải đối mặt với hậu quả khi các đơn vị nga tiến chậm nhưng đều bước ra xa hơn abdipka Tình báo quân sự Anh ngày 7 tháng 3 cho biết, lực lượng Nga đã tiến thêm khoảng 6 km từ trung tâm Abdiqa trong hai tuần qua, một bước tiến nhỏ nhưng nhanh bất thường so với các hoạt động tấn công trước đó. Các chỉ huy Ukraine đã có nhiều thời gian để chuẩn bị phòng thủ bên ngoài Abdiqa. Khu vực này bị tấn công kể từ năm 2014 và Ukraine đã kiểm soát khu vực kể từ khi cuộc xung đột toàn diện bùng phát hai năm trước. Nhưng hệ thống phòng thủ của Ukraine bên ngoài Avdivka cho thấy những công sự thô sơ bằng đất thường có rãnh nối để bộ binh Ukraine tiếp cận các vị trí bắn gần kẻ thù nhất, ngoài ra rất ít. Việc Ukraine thiếu các tuyến phòng thủ vững chắc trong khu vực trở nên đặc biệt rõ ràng khi so sánh với lực lượng phòng thủ đáng gầm của Nga đã cản trở bước tiến của Kiev trong cuộc phản công thất bại mùa hè năm ngoái các công sự của Nga bên ngoài ngôi làng phía nam Vybovolye mà Ukraine nỗ lực chiếm lại bất thành vào mùa thu năm ngoái lại cho thấy một bức tranh hoàn toàn khác. Vybovolye có những vòng công sự đồng tâm, nó bắt đầu với một chiến hào đủ rộng để bẫy xe tăng và xe bọc thép đang tiến tới, tiếp theo là một hàng rào chướng ngại vật bằng xi măng được gọi là răng rồng cũng được sử dụng để ngăn chặn các phương tiện và cuối cùng là một chiến hào rộng lớn dành cho bộ binh. Hình ảnh vệ tinh từ tháng 2 cho thấy hệ thống phòng thủ nhiều lớp của Nga ở phía tây Vyepovoye với hàng nghìn hố đạn pháo có thể nhìn thấy ở các khu vực xung quanh. Có nhiều lý do có thể giải thích cho việc Ukraine thiếu khả năng phòng thủ. Các quan chức Mỹ và chuyên gia quân sự cho biết, giới chức Ukraine có thể đã quá tập trung vào các hoạt động tấn công vào năm ngoái, thay vì dành các nguồn lực cần thiết cho việc xây dựng nhiều chiến hào và bẫy xe tăng, như các kỹ sư Nga đã xây dựng từ cuối năm 2022 ở miền nam nước này. Sergei Grabsky, một đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu cho biết, ai quan tâm và ai coi đó là một lựa chọn, bởi vì đó là một lựa chọn rất tốn kém, xây dựng các tuyến phòng thủ, không có ai cả. Ông cũng lưu ý rằng Ukraine có rất ít nguồn lực dự phòng vào thời điểm đó. Các quan chức Mỹ cho biết cũng có thể là yếu tố tâm lý. Nếu quân đội Ukraine giải mìn dày đặc ở một số khu vực nhất định để cản trở bước tiến của Nga, thì đó sẽ là sự thừa nhận ngầm rằng họ khó có thể thực hiện các hoạt động tấn công ở khu vực đó trong tương lai. Trong khi Nga bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ ở phía Nam từ hơn nửa năm trước cuộc phản công của Kiev, thì Ukraine dường như chỉ bắt đầu kế hoạch xây dựng các công sự mới cách đây 3 tháng. Trách nhiệm xây dựng tuyến phòng thủ đầu tiên sẽ thuộc về các đơn vị quân đội đóng trong khu vực, trong khi các tuyến phòng thủ tiếp theo sẽ do chính quyền dân sự xây dựng với sự giúp đỡ của các nhà thầu tư nhân. Thủ tướng Ukraine Denis Mikan cho biết khoảng 30 tỷ hryvnia tương đương với khoảng 800 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ cho việc củng cố công sự trong năm nay. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong chuyến thăm gần tiền tuyến vào cuối tháng 11 năm 2023 rằng các khu vực ở khu vực phía đông Donetsk nơi có Avdiivka sẽ nhận được sự chú ý tối đa, đồng thời lưu ý sự cần thiết phải tăng cường và đẩy nhanh việc xây dựng các công trình. Nhưng Basi Baronen, nhà phân tích của Blackbird Group, một chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội từ chiến trường, nói rằng không có gì đáng kể xảy ra kể từ chuyến thăm đó của ông Zelensky ông baronen nói thêm bên ngoài abdipka có những vị trí mới đang được chuẩn bị nhưng chúng chưa tạo thành một tuyến phòng thủ đặc biệt đáng gờm và không thể so sánh về quy mô với các công sự của nga ở miền nam Chính quyền Ukraine cho biết họ thiếu nhân lực để thi công. Vào giữa tháng 1, các quan chức địa phương ở vùng Ivano-Bryansk phía tây cho biết họ đang tìm kiếm 300 công nhân sẵn sàng giúp xây dựng công sự ở vùng Donetsk, cách đó hơn 800 km về phía đông. Ông Grabsky cho biết chúng tôi thiếu các đơn vị kỹ thuật và ngay cả các đơn vị của chúng tôi cũng thiếu trang thiết bị. Để so sánh, ông Baronen cho biết nga có nhiều thiết bị vật liệu và nhân sự giàu kinh nghiệm hơn khi xây dựng các tuyến phòng thủ sự thiếu vắng các tuyến phòng thủ vững chắc bên ngoài abdipka đã bị một số nhà báo ukraine chỉ trích trong những ngày gần đây theo họ điều đó có nghĩa là quân đội ukraine giờ đây vừa phải củng cố các tuyến phòng thủ vừa đối mặt hỏa lực gần của nga khiến nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn gấp bội Ông Grabsky cho biết Nga hiện đang ngăn cản quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ bằng cách bắn phá không ngừng vào họ, bao gồm cả việc sử dụng bom lượn cực mạnh, mang theo hàng trăm kg chất nổ, có thể xuyên thủng ngay cả những công sự được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chuyên gia Grabsky tỏ ra quan ngại, chất lượng của các tuyến phòng thủ này không thể đủ tốt để chống lại chiến thuật máy ủi khổng lồ của lực lượng Nga theo báo cáo gần đây các lực lượng ukraine ở abdipka đang bị yếu hơn về hỏa lực thiếu nguồn tiếp tế quan trọng và đang phải đối mặt với cuộc tiến công của nga từ các vị trí phòng thủ những sai lầm trong việc lên kế hoạch và sự thiếu thốn trên nhiều mặt đã khiến ukraine bỏ lỡ cơ hội tăng cường phòng tuyến tại khu vực then chốt của mặt trận có nghĩa là quân đội ukraine giờ đây có thể phải làm điều đó trong khi chống lại các cuộc tấn công của nga thực tế này khiến nỗ lực trên của kiev trở nên khó khăn hơn theo cấp số nhân Hình ảnh vệ tinh cho thấy các vị trí của Ukraine phần lớn là tuyến phòng thủ cơ bản. Sergei Grabsky, đại tá quân đội Ukraine đã nghỉ hưu nhận định với New York Times, chất lượng các tuyến phòng thủ này không đủ tốt để chống lại các chiến thuật mạnh mẽ của Nga. Nhà phân tích này cho rằng Ukraine chưa chú trọng vào việc xây dựng hệ thống phòng thủ, mặc dù tình trạng thiếu nhân lực và trang thiết bị cũng là một vấn đề. Ông Sergei Grabsky nhận định, chúng tôi thiếu các đơn vị công binh và lực lượng hiện tại cũng đang thiếu các thiết bị. Theo New York Times, quân đội Ukraine đã bắt đầu quá trình lập kế hoạch xây dựng các công sự phòng thủ gần Abdiivka cách đây chỉ 3 tháng, nhưng tiến độ vẫn hạn chế. Ukraine đã xây dựng các chiến hào khá cơ bản, nhưng không nhiều. Để so sánh thì Nga đã lập chiến lược phòng thủ ở phía nam Ukraine trong 6 tháng trước cuộc phản công của Ukraine củng cố các vị trí bằng nhiều lớp chướng ngại vật như các bãi mìn, răng rồng, chiến hào chống tăng. Tất cả đều được bộ binh, pháo binh và chiến đấu cơ hỗ trợ. Các lực lượng của Nga đã giành được thêm thành quả kể từ khi kiểm soát được Abitka vào tháng 2 năm 2024. Gần đây là giành được ba ngôi làng trong thời gian một tuần, nhưng các chuyên gia cho rằng địa hình có thể làm phức tạp cuộc tiến công của Nga. Nếu nó làm chậm bước tiến của Nga thì Ukraine sẽ có thời gian để xây dựng và cải thiện khả năng phòng thủ của mình. Các chuyên gia cho rằng đào hào là chìa khóa để Ukraine tiếp tục chiến đấu và vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tập trung vào việc xây dựng phòng tuyến bên ngoài Avdivka, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hơn ở một số khu vực xung quanh Nga đang nhắm tới. Tuy nhiên, cho đến nay, một nhà phân tích hình ảnh vệ tinh nhận định với New York Times rằng Kiev chưa tạo ra một tuyến phòng thủ đặc biệt đáng gờm Lực lượng quân đội Ukraine đã tiến hành huy động ngân sách từ cộng đồng để có nguồn tiền cho các phương tiện xây dựng như máy xúc. Phương tiện này có thể sẽ tốn kém vì một máy xúc và một phương tiện đa dụng có giá lên tới 70.000 đô la Mỹ. Trong khi một số nỗ lực gây quỹ đã thành công ở quy mô nhỏ, thì trên quy mô lớn trong những tháng qua, Ukraine vẫn đang chờ đợi sự hỗ trợ cần thiết từ Mỹ, hiện đang bế tắc tại Quốc hội. Trong một cuộc hội nghị ở Kiev vào ngày 25 tháng 2, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần có nguồn hỗ trợ trong vòng một tháng và nước này sẽ yếu hơn trên chiến tuyến nếu không có nó.